Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay là cũng là ngày 20 tây tháng 12 tại Mỹ và buổi sáng ngày 21 tháng 12 tại Việt Nam. Coi như là Giáng sinh cũng gần kề rồi quý vị ha. Không biết là mọi người đã chuẩn bị gì cho Giáng sinh chưa? Ở bên Mỹ thì có một cái tục lệ rất là hay rằng là cái ngày Giáng sinh thì tặng quà cho nhau. Cho dù quý vị là người trong gia đình hoặc là bạn bè, họ hàng thân thuộc gì đó thì cũng có thể tặng quà cho nhau được quý vị. Rất là tuyệt vời trong cái ngày Giáng sinh rồi cái ngày New Year, Countdown sắp tới đây là những cái ngày lễ mà rất lớn của nước Mỹ. Mọi người đang háo hức đó, đang mong chờ được tặng quà thì đó là những điều tuyệt vời. Trước hết thì có Võ cũng xin mời quý vị một tách trà nóng buổi sáng. Đây đó, trà Acetabla những vị ha. Xin mời mọi người nha. Sáng nào Quốc Võ cũng dậy uống trà hết á. Nó làm cho cảm thấy tâm hồn mình thoải mái. Để mình có thể là chia sẻ tâm tư tình cảm của mình hoặc là những câu chuyện xã hội đó cho mọi người. Trước mặt Quốc Võ đây là cái hộp trà màu xanh này quý vị nè. Trà này là trà Acetabla. Chắc là mọi người cũng đã biết trà này rồi, tại vì Quốc Võ cũng đã bán ra thị trường rất là nhiều năm tháng vừa qua rồi quý vị ha. Trà Acetabla là một trong những cái loại trà dinh dưỡng rất đặc biệt luôn, của Nhật Bản sản xuất 100%. Và coi như là những nhà khoa học đó họ mới là tìm ra cái hòn đảo Acetabla này nè, những cái hòn đảo này nè thì coi như là có rất là nhiều những cái người mà Nhật họ sống trên cái hòn đảo này và họ rất là mạnh khỏe. Tuổi thọ của họ trung bình là 90 tuổi, có người sống trên 100 tuổi luôn quý vị và không bệnh tật là gì cả, rất là khỏe. Thì những nhà khoa học họ thấy làm lạ là tại sao lại sức khỏe của những người Nhật này là họ lại là cường tráng như vậy. Thì họ mới phát hiện ra đó là những người ở sống ở cái vùng hòn đảo này đó là họ uống cái lá trà này nè. Cái lá trà của cây Acetabla và họ họ nấu chín thành nước họ uống thì cái người mà khoa học gia đó, họ mới về đem về họ nghiên cứu và sau này thì họ mới làm thành thành những cái loại trà ở trong túi đó, họ bỏ vào nước sôi rồi họ uống rất là tốt luôn. Thì ở trong cái đây nó có một chất gọi là chất chalcon, cái chất này làm cho giúp là giảm mỡ trong máu, tránh đột quỵ, tránh đau khớp. Đặc biệt là những người lớn tuổi họ đứng lên ngồi xuống bị đau khớp tay khớp chân đó quý vị, hoặc là các bà các cô mà làm nail đó, xoa bóp lâu ngày đó nó bị đau mấy cái cơ mấy cái khớp á, uống vô là nó hết liền quý vị, rất là hay luôn. Đặc biệt là giảm mỡ trong máu rất tuyệt vời. Cholesterol của Quốc Võ là 365 luôn, bây giờ còn chỉ có là 100 thôi quý vị. Uống vô rất là xuống rất là nhiều luôn, cảm thấy tâm hồn mình khỏe mạnh, thoải mái là do cái trà này quý vị nè. Đó thì thưa quý vị, Quốc Võ đầu tiên đó, trước khi mà chúng ta chia sẻ những câu chuyện xã hội thì Quốc Võ giới thiệu qua một chút xíu về những cái loại sản phẩm này. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tháng 12 này, đặc biệt là những ngày Christmas sắp tới đây, chỉ còn có 10 ngày nữa thôi, hôm nay là 20, còn 10 ngày nữa thôi là hết tháng 12 đó, là có những cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho những khách hàng của Quốc Võ mà Quốc Võ dành tặng để tri ân khách hàng luôn quý vị. Quý vị có thể là order sản phẩm mình về mình tặng cho người thân của mình, tặng cho bạn bè của mình, ví dụ như mình tặng cho bố mẹ mình hoặc là mình tặng cho anh chị em trong nhà con cái, hoặc là mình tặng cho sếp của mình, hoặc là mình tặng cho những người bạn thân của mình. Những sản phẩm trước mặt đây chỉ có một vài sản phẩm thôi: trà Acetaba, đông trùng hạ thảo và collagen thôi quý vị. Ba sản phẩm thôi, rất là đặc biệt luôn, và sản phẩm của Nhật sản xuất và của Mỹ sản xuất thôi, chỉ có hai loại thôi quý vị. Đó thì nói chung là trong cái mùa mà coi như là Giáng sinh này thì Quốc Võ cũng dành tặng những cái sản phẩm này, tức là có những đợt khuyến mãi đặc biệt đó dành cho khách hàng mà để tri ân khách hàng. Thì thưa quý vị, hiện tại bây giờ đó có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt luôn, là nếu như quý vị nào mua ba hộp trà này Acetaba, ba hộp trà lớn, thì Quốc Võ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ ha, rất là tuyệt vời. Hoặc là quý vị nào mà mua đông trùng hạ thảo, quý vị mua một hộp đông trùng hạ thảo này
giá chỉ có 200 đô la thôi. Quý vị sẽ tặng một cái cây Q-Slip này giá 40 đô. Hoặc là nếu quý vị nào mà mua hai hộp Đông trùng hạ thảo, quý vị sẽ được tặng cho một hộp trà lớn luôn. Đó, chơi đẹp luôn mà. Và free shipping cho quý vị luôn nha, free shipping luôn. Cái hộp trà lớn này giá chỉ có 65 đô la thôi quý vị. 65 đô la trong hộp trà lớn này. Nếu mà quý vị nào mà mua hai hộp Đông trùng hạ thảo, quý vị sẽ được tặng một hộp trà lớn và được free shipping nha. Đó là cái đợt khuyến mại đặc biệt chỉ có trong tháng 12 này, chỉ còn 10 ngày nữa thôi quý vị. Hoặc là quý vị nào mà mua coi như là collection đúng không ạ, mua hai hộp được tặng một hộp, mua 4 hộp được tặng hai hộp, mua 6 hộp được tặng 4 hộp và được tặng thêm một cây Q-Slip này nè quý vị này. Cái cây Q-Slip này là cây rất là giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì coi như là nếu mà chúng ta bị mất ngủ trường kỳ kháng chiến luôn á, chúng ta không ngủ được và chúng ta phải dùng thuốc ngủ, thì bây giờ quý vị không cần dùng cái thuốc ngủ nữa mà chúng ta là dùng cái Q-Slip này, mình xịt vào trong lưỡi mình ha, 8 lần, xịt vào trong lưỡi mình 8 lần là trong vòng 15 20 phút là quý vị ngủ rất là ngon luôn, ngủ ngon cực kỳ, không cần phải dùng thuốc ngủ nữa quý vị. Đó, cái cây Q-Slip này được sản xuất tại Mỹ 100% và có phải bán là cái cây Q-Slip này giá trị là 40 đô la nha, 40 đô la cho cây này quý vị. Đó, và nếu mà quý vị order 6 hộp collagen này thì quý vị sẽ được tặng là quý vị đã tặng là 4 hộp nữa và còn được tặng thêm một cây Q-Slip nữa nha quý vị nha. Quá tuyệt vời luôn mà chỉ trong tháng 12 này thôi quý vị. Đó. Cho nên là Quốc Võ có cái đợt truy ân khách hàng mà mỗi năm vào tháng 12 thì chúng ta thấy rõ ràng là có những cái đợt khuyến mãi đặc biệt. Nếu quý vị nào mà thích sản phẩm đó thì mình hãy order ngay bằng cách gọi qua số phone là 714 247 9474 nha. 714 247 9474. Nếu mà mình add Zalo, nếu quý vị ở Việt Nam hoặc là ở Canada hoặc là ở Úc thì mình có thể là add Zalo. Zalo là cộng 1 714 247 9474 để chúng ta order sản phẩm trong nhanh. Quốc Võ sẽ ship nhanh cho quý vị, để cho mình có trong vòng cái ngày trong tháng 12 này còn có 10 ngày nữa thôi là mình sẽ được cái sản phẩm để mình dùng hoặc là mình tặng cho người thân của mình. Quá tuyệt vời quý vị ha. Rồi, mời mọi người mình một tách trà nữa nè. Quá ngon luôn, trà Acetaba này uống đã lắm rồi, uống mỗi ngày luôn á. Đó. Nói về chuyện xã hội đó thì thật sự mà nói mình tóm lại là trong cái năm vừa qua nó có nhiều cái câu chuyện xã hội, nhiều chuyện lắm. Trong năm 2023 vừa qua đó vui có, buồn có, thăng trầm đủ thứ. Có lúc thì cảm thấy là vui mừng khi mà những người tốt họ được coi như là tôn vinh, họ được gặp những điều may mắn. Còn có lúc thì mình cũng buồn bã khi mà cái ác nó lên ngôi. Nói chung là khi mà chúng ta tham gia vào chuyện xã hội thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những hỷ nộ ái ố, vui có, buồn có, giận có, rồi tha thứ có, nói chung là đủ mọi cái cảm xúc của bản thân chúng ta. Không chỉ riêng về những người trong cuộc đâu, mà trong đó có cả những người làm YouTube giống như Quốc Võ đây, hoặc là khán giả thì quý vị chỉ là theo dõi thôi chứ quý vị không có làm YouTube, nhưng mà quý vị theo dõi mỗi ngày. Quý vị theo dõi cái kênh nào thì quý vị cũng có thể là mình liên tục theo dõi cái kênh đó bằng những cái subscribe hoặc là đăng ký kênh để mình có thể là mình theo dõi mỗi ngày những cái câu chuyện xã hội mới. Và đặc biệt là khi mà khán giả đã thương rồi thì họ ủng hộ nhiều lắm. Quốc Võ được sự thương mến của khán giả cho nên là ngoài cái việc ủng hộ về tinh thần ra, rồi quý vị còn ủng hộ bằng cách mua sản phẩm nữa. Đó là những cái điều mà tuyệt vời mà Quốc Võ muốn chia sẻ và tri ân khách hàng, tri ân tất cả mọi người đã theo dõi, đăng ký kênh và ủng hộ Võ đến thời điểm này. Thì đó là một sự gắn kết rất tuyệt vời. Hy vọng rằng là sau cái năm cũ này tới năm mới 2024 đó, thì Quốc Võ sẽ được thương mến nhiều hơn, được ủng hộ nhiều hơn hơn bằng cái như là cái những cái lệnh động viên của khán giả. Mọi người cũng vào trong kênh để mà viết những cái lời chia sẻ, bình luận bằng cách là động viên tinh thần hoặc là những lời khen tặng hoặc là những lời góp ý rất là chân thành của khán giả.
thì cái điều đó là phải đâu mình cần rất là sung sướng, mình rất hạnh phúc đó. Cho nên đến thời điểm này vẫn còn ngồi đây để mà ngồi nói chuyện với mọi người. À, có những cái tin mới gì thì Võ sẽ là nhanh chóng cập nhật cho mọi người cùng biết, đặc biệt là trong cái drama của bạn Vi Phương Hằng hoặc là cái drama của nghệ sĩ hài nghệ sĩ nhân ưu tú cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hoặc là chuyện của bà Trương Mỹ Lan, hoặc là chuyện của ông Dr. Rui, hoặc là chuyện của một số nghệ sĩ gì gì đó, tức là tin nóng, mà tin nóng tức là những cái tin mà hot nhất trong mỗi ngày đó chúng ta quan tâm. Trong đó có cả những cái tin của những người nghệ sĩ, có những cái tin của những nhân vật mà coi như là dựa vào quyền chức ha, dựa vào cái thế của mình để mà trục lợi cho bản thân đó. Quý vị thấy không? Rõ ràng tin báo lên mỗi ngày như như vậy, quý vị chúng ta thấy mỗi ngày luôn. Giám đốc sở tài chánh phải không ạ, cũng là ăn hối lộ để bị bắt, rồi những tập đoàn này chúng tập đoàn nọ, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Tân Hiệp Phát, rất nhiều tập đoàn, rồi những nhà báo, những luật sư tự nhiên vô cớ lên để vu khống xúc phạm người ta để mà bị bắt tạm giam. Còn cái chuyện của bà Hằng là một chuyện coi như là rất là hy hữu, coi như là chưa từng có xảy ra trong cái tiền lệ, tức là trước đây chưa từng có xảy ra. Một người đàn bà mạnh mẽ, can đảm, có tài sản lớn, có tiếng nói ha, rất là lưu loát trước cộng đồng, đứng lên một mình để vạch trần ra những cái xấu xa trong xã hội, để cuối cùng phải vi phạm đến cái sử dụng những ngôn từ không chuẩn mực để mà bị bắt tạm giam đến thời điểm này là cũng hơn 20 tháng rồi. Thì thật sự mà nói rằng là đó là những cái điều mà chúng ta quan tâm. Và thật sự mà nói đó là coi như là mỗi người chúng ta đó đều mong muốn rằng là cái xã hội của Việt Nam sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, sẽ giảm bớt đi những cái xấu xa hơn, người Việt chúng ta đoàn kết hơn, bớt lừa đảo nhau, ha, coi như là giúp đỡ nhau đó. Bởi vì kinh tế dạo này có vẻ như là xuống, quý vị, hàng quán đóng cửa rất là nhiều luôn, những công ty, những trụ sở, những văn phòng đóng cửa rất là nhiều luôn, và nghe đâu trong 2024 là càng tệ hơn nữa, khi mà giá nhà đất, quý vị thấy rõ ràng là trong thời điểm vừa qua là xuống rất nhiều. Không chỉ ở Việt Nam không đâu, cả thế giới đó, đúng ạ. Cho nên chúng ta cũng phải tiết kiệm về cái vấn đề về chi tiêu, cái gì đáng thì chi tiêu, còn cái gì mà không đáng thì chúng ta tiết kiệm lại đó. Thì cũng mong sao là mọi người, quan trọng là sức khỏe, quý vị ha, cái quan trọng là sức khỏe, bởi vì khi mỗi sáng chúng ta thức dậy đó, chúng ta nhìn trước gương đó, thì chúng ta quan tâm tới sức khỏe mình trước. Mỗi sáng thức dậy như vậy đó, quý vị đứng trước gương, nếu mà quý vị mà chưa có trang điểm, chưa có make up gì cả đó, mình nhìn vào trong gương đó, thấy cái mặt của chúng ta trong đó đó, thì chúng ta mong ước điều gì? Có phải nghĩ rằng là quý vị cũng giống như mình thôi. Đầu tiên là mình mong cho sức khỏe của mình tốt. Bởi vì đôi khi có tiền cũng không mua được sức khỏe nữa. Sức khỏe tốt thì mới làm được tất cả mọi thứ. Còn nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không làm được gì cả. Sức khỏe quan trọng nhất. Thứ hai là về cái sắc diện. Sắc diện là trong đó nó có về cái vấn đề về gương mặt, vóc dáng, vóc dáng thon gọn, cái gương mặt coi như là da trắng hồng hào đó, bớt đi những nếp nhăn trên mặt mình, phải không ạ? Sau khi cái sắc diện xong rồi là tới cái thần thái chúng ta, thần thái chúng ta luôn luôn yêu đời, vui vẻ, suy nghĩ những điều tích cực, bỏ bớt đi những cái tiêu cực. Chúng ta sống lạc quan hơn, chúng ta yêu đời hơn, chúng ta cho đi nhiều hơn. Và khi chúng ta cho đi nhiều hơn đó, thì rồi chúng ta sẽ nhận lại. Tức là cái thần thái chúng ta rất là quan trọng luôn. Mỗi buổi sáng quý vị cứ tin Quốc Võ đi, đứng trước gương mỉm mỉm cười đi và nghĩ tới những điều tích cực thôi. Thì nguyên một ngày hôm đó chúng ta sẽ gặp được những điều may mắn quý vị. Đó, mỗi sáng thức dậy, chưa đánh răng luôn,
Tức là nhìn trước gương chúng ta là chúng ta mỉm cười, chúng ta cảm thấy tâm hồn mình thoải mái. Thì nguyên một ngày hôm đó đó chúng ta cảm thấy rằng là mình rất là happy luôn á, mình không có gặp những điều xui xẻo đâu, gặp điều may mắn không à. Và cái cuối cùng là cái tài chánh. Cái tài chánh cũng khá quan trọng đó. Có những thứ là không mua được bằng tiền, nhưng mà có tiền thì chúng ta có thể là giải quyết được rất nhiều thứ, đúng không ạ? Cho nên tài chánh cũng rất là quan trọng luôn. Vì vậy cho nên là bốn yếu tố vừa rồi của Võ vừa mới nói đó, là thứ nhất là sắc sức khỏe, thứ hai là sắc diện, thứ ba là thần thái, và thứ cuối cùng là tài chánh, là bốn yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta đang cần. Thì đó quý vị, và chúng ta nên xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Cho dù người Việt thì bây giờ có nhiều người Việt sống trên khắp thế giới, ngoại trừ Việt Nam ra, gần 100 triệu dân ra, thì chúng ta còn có những người Việt xa xứ nữa, những cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là nhiều, đặc biệt là tại Mỹ và California là một trong những nơi cái người Việt đông nhất thế giới luôn, trừ Việt Nam ha. Thì người Việt thì máu đỏ da vàng mà, chúng ta đều là người Việt Nam, cho dù chúng ta sống ở nước ngoài hoặc là chúng ta sống trong nước, thì chúng ta cũng nên đoàn kết và thương yêu nhau. Mình có thể là mình thấy được những cái sai của nhau và mình góp ý để xây dựng, chứ mình không có nên là trù dập, mình không có nên xuyên tạc, mình không có vu khống, mình không chỉ như, coi như là mình đặt điều vu khống để xúc phạm người ta đó. Vừa qua thì nó có nhiều cái luật mới nó được ban hành tại Việt Nam, khi mà cái vấn đề về không gian mạng nổi trội lên, những cái người mà họ lên trên mạng để họ chửi bới nhau, họ nhục mạ nhau thậm tệ đó, thì cái điều luật là 331 nó ra đời, trong đó có luôn cả cái luật 105, 106 nữa, tức là xúc phạm vu khống mà nhục mạ người khác nữa. Thì cái 331 là nó liên quan tới cái vấn đề về hình sự. Cho nên cái lý do mà bà Nguyễn Phương Hằng và một số nhân vật khác mà bị dính vào cái 331 là do lên cho không không gian mạng để mà chửi bới nhau. Nhưng mà trường hợp của bà Hằng là trường hợp ngoại lệ, trường hợp này chúng ta thông cảm. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều những thành phần họ vào để họ chửi bới, họ nhục mạ, họ vu khống. Mà họ đâu phải chỉ là vu khống nhục mạ riêng bà Hằng không đâu, mà bà quả còn nói về cái công ty Đại Nam nữa và cái quỹ từ thiện Hằng Hữu nữa. Và những cái này là những cái mà đang giúp đỡ cho người dân, giúp đỡ cho đất nước, nhưng mà họ vô họ xuyên tạc, họ vu khống. Thậm chí có một số những ông luật sư đến thời điểm này vẫn còn lên trên mạng để xuyên tạc, thấy không? Họ không nhìn ra những cái điều tốt mà người ta làm, họ chuyên môn là bơi móc, họ để họ xuyên tạc thôi. Và khi mà họ đã ghét rồi là họ tìm mọi cách để họ coi như là để xuyên tạc, để vu khống, để nhục mạ người khác, mà họ không nhìn thấy cái mặt tốt của người ta. Nhân vô thập toàn mà quý vị, đâu phải bà Hằng làm bà làm 10 chuyện là tốt hết hết 10 đâu. Bà làm 9 chuyện tốt thì cũng có một điều chưa tốt, nhưng mà có quan trọng là những 9 chuyện tốt đó nó làm được gì cho quê hương đất nước, giúp được gì cho người nghèo, cho nhân dân. Họ làm bằng tiền túi của họ mà quý vị. Họ không có quyên góp, họ không có kêu gọi để ủng hộ, mà họ làm bằng 100% từ cái doanh thu của công ty của họ ra, họ bỏ vào trong đó để họ giúp đỡ cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Thì chúng ta phải ủng hộ chứ. Chứ làm sao mà chúng ta có thể là vì là ghen ghét người ta, vì mình không làm được cho người ta, mình ghen ghét người ta rồi mình chà đạp luôn người ta luôn, mình không cho người ta làm luôn, để cho người ta phải đóng lại cái quỹ từ thiện Hằng Hữu là như thế nào? Không thể như vậy được. Mình phải suy nghĩ từ cái tâm lương thiện của mình. Cho nên là mình không thể nào mình xuyên tạc người ta rồi mình ghét rồi cái mình phá bỏ luôn, dẹp bỏ luôn tất cả những gì mà tốt người ta đã làm. Không thể như vậy được. Nếu chúng ta là con người, chúng ta phải suy nghĩ nó đâu ra đó cho nó rõ ràng. Đó, như vậy mà một số người vẫn đến thời điểm này vẫn còn tiếp tục xuyên tạc. Như vậy thì mình đặt cái dấu hỏi rằng là cơ quan chức năng họ sẽ giải quyết cái việc là như thế nào rồi. Quý vị thấy không? Rõ ràng Hàng Ni, Trần Nhân Sĩ đã có những cái lời lẽ xúc phạm, xuyên tạc bà Hằng, ông Dũng, công ty cổ phần Đại Nam. Cho nên họ mới bị bắt trong cái vấn đề về 331.
Và không chỉ riêng là hàng đi trận sĩ không đâu, còn rất là nhiều những vật dập khác nữa mà bạn đã tố cáo. Ha, Quốc Võ và một số các YouTube khác cũng đã rất là nhiều lần nói về vấn đề này. Những nhân vật bạn đã tố cáo trong những lá đơn trước khi bạn bị bắt tạm giam, đến thời điểm này, cơ quan chức năng họ đã làm việc tới đâu và sắp tới sẽ như thế nào? Bao giờ mới khởi tố? Cho nên là hiện tại bây giờ vẫn còn cái câu chuyện nó vẫn còn treo lơ lửng cái đó, chưa được giải quyết một cách ổn thỏa, và chúng ta đang mong chờ một cái kết quả tốt đẹp nhất. Sắp tới thì chỉ có cái vấn đề về phiên tòa phúc thẩm đối với tiến sĩ Lục Đăng Quân và ba người nhân viên của bà Hằng thôi. Sau khi mà phiên tòa đó thì để coi coi là cái mức án của họ nó có giữ nguyên hay không, hay là có hạ mức án xuống để cho nó hợp lý. Bởi vì những người nhân viên của bà Hằng làm việc theo chỉ đạo của người chủ của mình, làm việc ăn lương mà, chủ sai đâu là mình làm như vậy thôi, chứ mình không thể nào cãi lời được. Bây giờ bà Hằng bà kêu là ba người nhân viên này là đem máy, đem móc, đem đèn, đem đốm ra để quay phim cho bà Hằng, bà livestream sức mấy mà những người này họ dám cãi lời. Và thật sự mà nói đó là họ không biết bà Hằng sẽ nói cái gì, bà Hằng có dùng những lời lẽ thô tục hay không, hay là bà chỉ là phản biện lại những cá nhân kia, trong khi những cá nhân đó lên tiếng liên tục mà xúc phạm bà Hằng và ông Dũng, cả công ty của người ta nữa. Và họ vào họ trù dập, họ làm một cái nhóm lệnh tập thể. Còn riêng bà Hằng thì chỉ có mình bà Hằng thôi. Chỉ có bà Hằng lên trên mạng để coi như là phản phản đối lại, phản kháng lại những cá nhân kia. Còn ba người nhân viên của bà Hằng thì họ đâu có lên tiếng đâu quý vị, họ không trường mặt ra bao giờ. Họ cũng không lên tiếng. Nhưng mà bây giờ bắt họ để viết một cái bức án mà xử mà tới 1,5 năm đó, thì có vẻ như là nó quá nặng đối với những người này, không có công bằng đối với họ. Cho nên đối với Quốc Võ là mình nghĩ rằng là chỉ có là tù treo để cảnh cáo thôi. Đúng ạ, bởi vì họ là người làm công mà. Nếu mà nói về về họ mà bị dính vào cái tội 331 thì nó không đúng, tại vì họ không có lên tiếng để nói bất kỳ một người nào. Họ chỉ là một cái tội đồng phạm. Đồng phạm nhưng mà mình cũng phải coi xem xét lại coi là cái sự phạm tội của họ đó là như thế nào. Đồng phạm để giết người cướp của, đồng phạm để buôn bán ma túy số lượng lớn, hoặc là đồng phạm để tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép thì nó là chuyện khác. Còn nên là đồng phạm để giúp cho người ta làm những cái buổi livestream vạch trần ra những cái góc khuất trong xã hội thì nó là chuyện khác, quý vị. Nó hoàn toàn khác nhau, xa dữ lắm. Mà nếu mà phạt tù giam mà tới một năm rưỡi á, thì có vẻ như là nó quá nặng, nó không có công bằng với những người này. Cho nên từ lâu á, Quốc Võ cũng phân tích á, mình dựa theo một cái cảm tính, nói chuyện bằng trái tim của mình nha, chứ không phải là mình, luật pháp là một chuyện nhưng mà nó cũng có cái sự cái tình chúng nó nữa, cái tình và lý nữa, chứ không phải là chỉ có vào về việc lý không. Cũng có thể là nếu như theo cái điều lệ đó thì họ sẽ bị phạt tù giam từ mức này đến mức nọ, nhưng mà làm gì làm nó cũng có cái tình trong đó nữa quý vị. Pháp luật là một cái sự răn đe, và cái nó cũng phải cái tình người nữa. Người ta là xét xử, người ta là tuyên án để cho giúp cho mang tính răn đe một con người, chứ không phải triệt người ta vào con đường sống luôn. Ví dụ như bây giờ những người này là những người tốt quý vị. Thật sự mà nói á, là nếu như quý vị nhìn công tâm đi, thì những người mà giúp đỡ bà Hằng, tức là những người nhân viên của bà Hằng đây, là những người tốt. Họ làm việc, họ có gia đình, họ có chồng, họ có con, họ có vợ chồng, có con cái, có gia đình, có cha mẹ. Và họ chưa bao giờ dính vào bất kỳ một cái tiền án tiền sự nào, đúng không ạ? Họ là những người tốt. Những người tốt là những người học hành ra trường đàng hoàng, đi làm, ăn lương và đóng thuế cho nhà nước theo đúng cái quy định của pháp luật, và chưa bao giờ có tiền án tiền sự.
Như vậy họ là người tốt đúng không ạ? Như vậy thì không thể nào mà chúng ta dùng một cái bản án mà nó quá khắt khe đối với những người này mà không cho người ta có cái cơ hội để mà làm được cuộc đời. Bây giờ khi mà mang tiếng mà ở tù xong rồi ra tù thì người ta nói là cái người này là tội phạm. Cho dù anh bị bất kỳ cái tội gì chăng nữa mà khi mà bị tù giam, đã bị bắt giam thành ra là những tù nhân. Rồi khi mà ta ra đời đó thì cũng mang tiếng suốt đời là họ đã từng bị ở tù. Như vậy thì cái con đường sống của người ta không còn, nói chung là triệt đường sống của người ta rồi. Rồi sau này những cái đứa con của những người này khi lớn lên, tụi nó đi học thì tụi nó sẽ bị bạn bè, thậm chí là thầy cô giáo nói rằng là những đứa trẻ này là có cha mẹ là những phạm nhân, những người đã ở tù ra, thì làm sao tụi nhỏ này nó có thể là ngẩng mặt nhìn đời được quý vị. Cho nên nó bất kỳ một cái tòa án nào, bất kỳ một cái pháp định nào cũng có cái lý và cũng có cái tình trong đó nữa quý vị. Chứ không thể nào mà mình cứ cứng nhắc theo cái lý đó để mình phán xét, mình áp đặt người ta thì nó không hay lắm. Cho nên ngày hôm nay Quốc Võ đón cách công tâm đối với những người là nhân viên của bà Hằng đó, thì cũng hy vọng cái phiên tòa phúc thẩm sắp tới đó thì nên cho người ta một con đường sống ha. Tại vì những người này thì họ chỉ làm theo lệnh của chủ nhân thôi, họ chừng nào mà họ đứng trên mạng xã hội, họ livestream, họ ngồi chung với bà Hằng để mà coi như là đả kích, để vu khống xúc phạm hoặc là chửi bới bất kỳ một cái người nào bên phía bên kia, thì lúc đó thì nói là họ bị vi phạm pháp luật dính vô 331 thì ok, cái đó mình chấp nhận. Nhưng mà cái này họ đứng sau cánh gà, họ đứng sau ống kính, họ chỉ là phụ đó, xét máy rồi in ấn, chuẩn bị đèn đốm gì đó, máy quay phim này đó, để cho bà Hằng có livestream, thì họ chỉ làm theo cái công việc của bà Hằng sai bảo thôi, công việc để ăn lương, họ không có cái sự quyền lựa chọn khác, không thể làm trái ý của chủ được chủ dân được, họ không có sự lựa chọn. Thì bây giờ kêu là họ có tội mà bắt ở tù như vậy thì có vẻ như là nó quá nặng không ha. Cho nên cũng mong rằng là những người mà cầm cân nảy mực ở trong cái phiên tòa sắp phúc thẩm sắp tới đó cũng có thể là nghe được những lời của mình để mà có một cái góc nhìn nó có vẻ như là nó có tình hơn chút xíu đó quý vị. Mình chia sẻ như vậy. Còn cái phiên tòa đó thì bà Hằng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì chắc chắn bà Hằng sẽ gặp chúng ta trong cái phiên tòa đó. Thế nào bà Hằng cũng cũng sẽ có mặt trong phiên tòa đó và chúng ta sẽ nhìn thấy bà Hằng lần thứ hai. Nhắc lại chút xíu về cái phiên tòa mà sơ thẩm vừa rồi đó, vào ngày 21 tháng 9 đó, thì chúng ta cũng đã khá lâu, mười mấy tháng mới gặp lại bà Hằng, thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là một cái tư cách ha. À, cái thần thái khi mà ra trước phiên tòa của bà Hằng là chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể là mình cảm thấy là mình an lòng khi một người phụ nữ can đảm như vậy, và những cái lời nói của bà Hằng trước tòa án nó rất là mạnh mẽ, rất là can đảm và đâu ra đó rõ ràng, thậm chí là có thể là đương đầu thẳng với lại những người luật sư của phía bên kia, thì mình thấy là cái tư chất nó ok. Và đặc biệt hơn nữa rằng là khi mà bà Hằng không có kháng cáo đó là cũng ghi được cái điểm cộng trong lòng của người hâm mộ rất là nhiều, bởi vì có sức chơi có sức chịu, mình làm mình chịu, không đổ thừa cho hoàn cảnh, không coi như là đổ thừa cho người khác, và chính bản thân mình phải gánh chịu tất cả những hậu quả do mình gây ra. Đó là một điểm cộng rất lớn trong lòng của những người hâm mộ bà Hằng trong thời điểm đó. Cho nên thì dĩ nhiên mình làm sai thì mình phải sửa đổi, mình phải thay đổi và mình phải ăn năn hối cải với lại những gì mình đã làm sai. Và các bạn nghĩ rằng là trong năm 2024 đó, bà Hằng sẽ được ân xá, tức là bất cứ cái vụ án nào thì cũng có cái sự ân xá của nhà nước hết đó, khoan hồng đó quý vị. Nếu như mà mình cũng nhận thấy rằng là mình có những lời nói của mình như vậy nó không hợp lý, nó có vẻ nặng nề quá, thì mình có thể là mình nghĩ rằng là mình nên sửa đổi cái cách nói chuyện của mình đó.
tất cả những thứ đó đều tốt rồi, rồi rồi còn một cái chưa tốt thôi thì ok mình sẽ hoàn thiện cái đó cho nó tốt hơn. Rồi thì mình mong rằng là trong có thể như cái lệnh ân xá sắp tới trong 30 tháng 4 sắp tới đó là có thể là bà Hằng sẽ được ra khỏi khỏi nhà giam và trở về với một cái cuộc bình thường, quay về lại với cái vai trò là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, rồi tiếp tục mở cái quỹ từ thiện hằng hữu để giúp đỡ cho đời, giúp đỡ cho người. Như vậy thì quá là tuyệt vời, không ạ? Đó, cũng mong rằng là như vậy quý vị ha. Rồi hôm nay thì cũng nói sơ sơ một chút xíu những cái tâm tư tình cảm như vậy thôi. Quốc Võ cũng cầu mong sao trong cái những ngày cuối năm của 2023 quý vị luôn luôn gặp được những điều may mắn, hạnh phúc và đặc biệt là sức khỏe phải nói là dồi dào, để cho đón mừng một cái năm mới sắp tới 2024 đó, những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả quý vị. Và quý vị cũng nhớ ủng hộ kênh Quốc Võ News, Quốc Võ Entertainment, Thế Giới Tâm Linh, rồi Tứ Khoái TV đó, nhiều kênh lắm quý vị, nhưng mà đặc biệt là cái kênh này, là cái kênh Quốc Võ News này, thì quý vị hãy ủng hộ kênh bằng cách là mình nhấn vào nút subscribe, like hoặc là chia sẻ đường link này cho mọi người cùng xem. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị hãy ủng hộ những sản phẩm đặc biệt của Quốc Võ đây, ví dụ như trà Isetaba, đông trùng hạ thảo hoặc là collagen, để chúng ta có sức khỏe hơn, chúng ta tiếp tục cống hiến cho đời, cống hiến cho người đó. Thì có những cái đợt khuyến mãi đặc biệt trong trong cái mùa lễ Giáng sinh này đó, giống như là chúng ta mua 3 hộp trà lớn chúng ta được tặng một hộp trà nhỏ, chúng ta mua 2 hộp đông trùng hạ thảo thì chúng ta sẽ được tặng một hộp trà lớn, chúng ta mua 6 hộp collagen chúng ta sẽ được tặng 4 hộp collagen mà còn được tặng thêm một cái Q-slip nữa. Và số điện thoại của Võ là 714 247 9474 nha, 714 247 9474. Rồi xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. Ok, I love you.